Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí nội thất Gia Huy. Tiếp theo ngày hôm nay thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng anh em mình đi trang trí cho một khách hàng ở tại Vĩnh Phúc. Đây là bên mình đang đi cùng xe với cả anh chủ nhà đấy ạ. Đây là số hàng bên mình đã vận chuyển đến để thi công cho gia đình anh. Tấm xốp dán trần màu cà phê rất là đẹp. Đây là tấm màu trắng này. Chất liệu rất là dày dặn và mịn. Các bạn cùng xem cái căn phòng trước khi thi công nhé. Đây là một phòng khách. Bên mình sẽ thi công toàn bộ phòng khách này với tấm xốp giả da. Tất cả tường thì vẫn còn rất là mới, nhưng mà anh muốn trang trí lại để cho phòng khách nó đẹp hơn. Bên mình cũng sẽ vẫn dùng thêm keo để gia cố, để tăng cái độ bám dính và độ bền của tấm xốp. Với tường mới đẹp như này thì các bạn cũng chỉ cần phết qua keo thôi nhé, không cần phải đi dày nhiều lắm đó. Hiện tại thì bên mình cũng vẫn tiếp tục áp dụng các cái chương trình khuyến mại từ giờ cho đến cuối năm. Các bạn nào có một nhu cầu muốn được tư vấn thiết kế thi công thì có thể liên hệ các số điện thoại hoặc là liên hệ qua trang web, Facebook, Zalo của bên mình nhé. Mình sẽ để lại đường link ở phía dưới đấy. Thì hiện tại thì bên mình nhận thi công toàn bộ khu vực Hà Nội và toàn bộ các cái tỉnh thành ở trong khu vực miền Bắc các bạn nhé. Với diện tích trên 100m thì các khu vực ngoại thành Hà Nội thì bên mình sẽ đều nhận. Phần trần ở đây thì bên mình sẽ trang trí khác lạ hơn một chút, tạo một điểm nhấn bằng tấm xốp màu trắng ở giữa. Sau đó thì các phần nền chính sẽ là màu cà phê và dán chám, hình quả chám các bạn nhé. Đây các bạn cùng xem này, bức tường sau khi đã thi công được một phần và phần trần nữa này. Nhìn rất là khác biệt rồi đúng không ạ? Bếp ga thì không được, bếp từ bếp tấm ngoài giả da này với kích thước là 60 x 60 các bạn nhé. Với độ dày thì trên 1 phân, trên 1 cm ạ. Các bạn cùng xem cái công đoạn chuẩn bị hoàn thiện cái phần trần. Rất là đẹp đúng không ạ? Phần cổ trần thì cũng được phối màu cà phê. Ở đây thì nhà của chủ nhà thì cũng có cái phần phao chỉ, nên khi dán xong thì sẽ tạo cái điểm nhấn rất là đẹp ạ. Các bạn cùng xem cái phần khác biệt giữa phần tường chưa thi công và sau khi thi công. Do mình đã nhỡ tay xóa mất đi cái clip mà sau khi hoàn thiện ấy, cho nên chỉ còn hình ảnh. Các bạn cùng theo dõi nhé. Đây là sự kết hợp giữa xốp giả da màu trắng và màu cà phê, tạo cho căn phòng rất là sang trọng ạ. Các bạn cùng xem phần trần này với cách dán rất là đặc biệt và rất là đẹp. Còn đây là bức trang trí cầu thang tạo điểm nhấn cho căn phòng.
Ở ngoài nhìn sẽ đẹp hơn là trong hình đấy ạ. Trong hình màu nó bị biến đổi đi, nó không thật màu. Còn đây là bữa cơm liên hoan sau khi thi công xong công trình đây. Và cũng nhân dịp ngày 20 tháng 10 luôn. Thì cũng cách đây hơn chục ngày rồi, hôm nay mình mới có thể làm và đăng cái clip này cho các bạn theo dõi được. Thì bên mình ngày nào cũng có công trình, 3 đến 4 công trình một ngày. Cho nên là mình cũng rất là bận, nhiều khi cũng không thể thường xuyên đi quay được cho các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn. Ai thanh niên ơi.